Vũ Công ở quán bar bãi biển Hạ Long mặc áo chống nắng nhảy múa. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip với nội dung phản cảm hình ảnh về Vũ Công ở một quán bar bãi biển tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh mặc trang phục hở hang rồi nhảy múa gây phản cảm. Phản ánh này nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, việc Vũ Công mặc trang phục bikini nhảy múa trên bục tại quán bar bãi biển là điều hết sức bình thường. Mặt khác, thành phố Hạ Long là địa chỉ du lịch và đang thúc đẩy phát triển kinh tế về đêm. Những quán bar bãi biển là một dịch vụ hấp dẫn để giữ chân du khách. Quán bar không sôi động, mới lạ thì sẽ gây nhàm chán cho du khách. Làm ngành dịch vụ mà khiến cho khách hàng muốn chán về sớm thì du lịch không phát triển được. Vũ Công quán bar là nghề đặc thù, trang phục không quá hở hang thì là điều bình thường. Phản cảm hay không thì do tùy cách nhìn của mỗi người, anh Nguyễn Thái Dương, 30 tuổi, Hà Nội cho biết. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh, các Vũ Công ở quán bar này đã mặc áo váy chống nắng để nhảy múa trên bục thu hút sự tò mò của nhiều du khách. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết, các quán bar ở khu vực bãi biển Bãi Cháy đều được cấp phép vì có các Vũ Công nhảy múa cũng nằm trong danh mục hoạt động của cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này.